Hello mọi người, mình mới vừa dậy nè. Bây giờ đang là 7 giờ sáng. Mình dậy hơi sớm một tí để làm vài việc linh tinh rồi mới đi học. A few moments later. Sau khi tắm rửa thay đồ xong thì mình sẽ ngồi vào bàn để ghi một cái to-do list. Đây là cách mà mình thường sắp xếp thời gian để làm tất cả mọi việc trong một ngày. Mình thường dùng một cuốn sổ nhỏ như thế này nè để ghi ra những việc mình cần phải làm trong hôm nay. Trong to-do list này thì vừa có học tập, vừa có công việc và đôi khi có những cái việc nhà mà mình cần phải làm như là giặt đồ, rửa chén đồ nữa. Xong rồi thì mình sẽ thay ngòi bút chì. Mình rất là thích dùng chì bấm nha, tại vì nó nhỏ gọn mà chữ viết nó cũng đẹp nữa. À đúng rồi, mọi người nhớ follow Insta của mình nha. Còn đây là page Facebook. Sáng nay thì mình sẽ đi học yoga. Lớp này thì bắt đầu từ K2, có nghĩa là từ khoảng 9 giờ 20 cho tới 12 giờ trưa. Ở đại học thì một ca sẽ là 3 tiết gộp lại. Do sáng nay dậy sớm nên là mình phải uống cà phê mới tỉnh táo để học được. À quên, còn phải ăn sáng nữa nha, tại vì tập tới trưa lận, nếu mà không ăn thì tập sẽ rất là mệt. Đi học yoga thì mình sẽ mang theo một cái túi giống vậy nè để đựng thảm. Mỗi người sẽ phải tự chuẩn bị một cái thảm riêng á. Bên trong tòa học này sẽ có cái kệ đựng giày và tủ. Nhìn cái này nhớ hồi cấp 3 ghê, tại vì lớp mình cũng có cái tủ giống vậy nè. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ tự chuẩn bị ổ khóa riêng. Cất đồ trong tủ mà không có ổ khóa riêng hình như là sẽ bị trừ điểm á. Trưa nay học xong thì mình cũng đi công việc một tí nên là mình mang theo cái ba lô con gấu này để đựng được nhiều đồ. Nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ nó đựng được nhiều đồ lắm luôn á. Đi đâu mình cũng mang theo hết. Xong rồi thì mình sẽ khóa tủ lại nè. Cái ổ khóa này mình mua trên Shopee với giá rất là rẻ luôn. Đây là ổ khóa số nha. Không cần phải mang theo chìa khóa, đỡ bất tiện hơn rất là nhiều. Xong rồi bây giờ mình sẽ vô lớp đây. Bình thường thì mình sẽ đi học sớm hơn từ 5 cho tới 10 phút. Đây là cái phòng học yoga của mình nè. Rất là rộng luôn, ở trong nó còn có một cái gương lớn nữa. Hình như là mình đi sớm quá nên là chưa có ai vô hết trơn á, có một mình trong này thôi à. Thầy kêu là ai vô thì cứ trải thảm ra ngồi trước. Đây là cái thảm màu xanh min, mình mua ở trên Shopee á, hình như là chưa tới 100 ngàn thì phải. Trong tiết học thì mình sẽ phải để cái điện thoại lên bàn như thế này với lại thẻ sinh viên nữa, cho nên là mình sẽ không có quay được cái khúc trong lớp tập. Hello, mình vừa mới tập xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ ngồi đây để đợi cho bãi xe nó đỡ đông thì mình mới đi về được, tại vì ở trường gửi xe rất là đông. Bây giờ đi đâu thì mình cũng phải mang theo cái cục sạc dự phòng này hết trơn á. Mình mua được cục này với giá rất là ok luôn, mình sẽ để link bên dưới cho mọi người nha. Bây giờ thì mình sẽ đi về thôi. Qua công nhận là ở trường mình quay góc nào cũng thấy đẹp hết trơn á. Trên đường đi sẽ có mấy cái ghế giống như vậy để cho mình ngồi nè. Khi nào có dịp thì mình sẽ quay về trường nhiều hơn cho mọi người xem. Về tới nhà thì mình sẽ tranh thủ quay video và chụp ảnh. Mọi người biết khúc này là ở trong video nào không? Tiếp theo thì mình sẽ ngồi đây để gói những cái đơn hàng ở bên shop mình. Hôm nay thì mình có một đơn sổ, sau khi mà gói xong thì mình sẽ ngồi ghi mã vận đơn rồi gói lại là xong. Đơn thứ hai thì là một đôi giày, mình đang mở bán thử cho nên là chỉ lên kịp có một mẫu này thôi. Bù lại thì mình sẽ tặng thêm cho mọi người bao đựng giày cho mỗi đơn hàng như thế này. Sau khi gói hàng thì mình chỉ cần ghi mã vận đơn nữa là xong. Về phần công việc thì mình đã làm xong rồi, bây giờ thì mình sẽ học bài đây. Hôm nay là ngày mình học ít hơn bình thường cho nên là mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc học IELTS. Bình thường thì mình sẽ tự học tầm một tiếng cho tới 1 tiếng rưỡi thôi, nhưng mà hôm nay tâm trạng của mình đang khá là tốt nên là chắc mình sẽ ngồi học cho tới khi nào chán thì thôi. Theo như lịch thì hôm nay mình sẽ có buổi luyện kỹ năng listening. Lúc trước thì mình hơi sợ listening á, nhưng mà từ ngày luyện tập nhiều thì mình lại thấy nó rất là thú vị. Theo mình thấy thì listening là phần dễ lấy điểm nhất trong IELTS luôn. Học kỹ năng mà mình thích thì học cũng hiệu quả hơn rất là nhiều nữa. Tí nữa mình sẽ chia sẻ cho mọi người một trang web mà mình thường luyện kỹ năng nghe nha. Nếu mà mọi người theo dõi trên Instagram thì cũng biết là mình tự học IELTS đến nay cũng hơn 2 tuần rồi á. Mình học theo thời khóa biểu xen kẽ, kiểu như là 3 năm 7 thì mình học 4 kỹ năng nghe nói đọc viết, còn các ngày còn lại trong tuần thì mình rảnh ngày nào thì mình học từ vựng ngày đó. Đối với IELTS thì ngữ pháp là mình phải chắc chắn vững rồi, còn từ vựng mới là thứ cần trau dồi nhiều hơn. Làm bài nghe hoặc là bài đọc mà không có từ vựng là mình sẽ không thể nào làm bài được điểm cao luôn ấy. Ban đầu mình cũng khá là hoang mang tại vì kỹ năng nghe của mình thỉnh thoảng nó vẫn hay bị miss từ mà hoàn toàn là những từ mà mình đã biết. Cuối cùng thì mình cũng biết được nguyên nhân, đó là do phát âm của mình vẫn chưa có chuẩn và từ vựng của mình cũng chưa đủ tốt. Gần đây mình đã tìm ra một phương pháp luyện nghe khá hay, đó là intensive listening. Mình sẽ luyện nghe những bài nghe ngắn kết hợp cùng với làm bài tập để cải thiện kỹ năng listening toàn diện. Nghe thì hơi lạ nhưng mà mình thấy nó rất là hiệu quả luôn á. Đây là app mà mình thường dùng để luyện nghe áp dụng theo phương pháp intensive listening, có tên là Mochi Video nha. Mochi Video này sẽ giúp mình nâng trình nghe IELTS với 3 bước nghe sau: nghe bắt âm, nghe vận dụng và nghe chi tiết. Đây là giao diện của 3 bước nghe sau nè. Đầu tiên là nghe bắt âm. Ở đây thì mình sẽ được làm quen với những từ mới trước khi vào bài nghe. Ở phần này thì mỗi từ đều có kèm theo nghĩa, phiên âm và audio phát âm. Autonomy, batch. À còn có cả bài tập để kiểm tra từ mới nữa nha. Mọi người có thể nhìn vào nghĩa để đoán từ, sau đó nhấn vào phần loa để nghe lại cho chắc. Authentic. Mình thường sẽ học từ vựng ở list từ này và thêm từ vựng ở bước 3 nữa, tí nữa mình sẽ share chi tiết hơn nha. Qua đến bước 2 thì đây là phần nghe vận dụng. Phần này là để rèn luyện kỹ năng nghe hiểu và nắm bắt thông tin để trả lời câu hỏi. Sau khi mà mình làm xong thì sẽ có chấm điểm và đáp án chi tiết luôn. Đây là phần điền từ nè.
But life at school looks very different. Mình mới làm xong nè, chấm điểm thôi. Trả lời đúng được có 21 câu thôi hả? Qua đến phần 2 thì sẽ là phần trả lời câu hỏi. Phần này thì nó sẽ tương tự như là part 3 với lại part 4 trong đề thi IELTS listening luôn. Mình thấy luyện nghe như thế này vừa đỡ áp lực hơn so với luyện đề thi thử, mà nó vẫn đảm bảo là mình cải thiện được kỹ năng listening. Cuối cùng là ở bước 3, nghe chi tiết. Ở bước này thì mình sẽ được tăng thêm vốn từ và lưu ý các cấu trúc quan trọng để mình có thể rút kinh nghiệm và làm tốt hơn trong các bài nghe tiếp theo. Phần này thì sẽ có transcript chi tiết kèm dịch từng câu. Ngoài ra thì cũng có highlight những từ quan trọng nữa. Mình có dùng cái Mochi Dictionary này nè để tra từ và lưu từ cho tiện. Ví dụ từ này mình muốn xem nghĩa thì cứ bôi đen lại. Nó sẽ hiện ra như thế này. Authentic. Mình có thể lưu vào kho từ vựng ở Mochi Mochi để học thêm luôn nha. Mình thấy là trau dồi vốn từ vựng thì nó sẽ là một cái lợi thế rất là lớn khi mà mình học listening, tại vì ít nhất là mình không thể hiểu được toàn bộ nội dung nhưng mà mình có thể đoán được nhờ việc bắt keyword á. Đối với lộ trình tăng điểm IELTS này thì mình thấy thứ nhất là rất dễ học luôn, tại vì bài nghe nào thì cũng đều có sẵn và được sắp xếp theo trình tự khó dần, cho nên là mình sẽ cảm thấy vừa sức và không có bị quá khó đâu nè. Thứ hai là mình sẽ dễ duy trì, tại vì đây là lộ trình sẽ tạo nên thói quen luyện nghe hàng ngày cho mình, mà mình thấy đây cũng là thói quen rất là tốt nữa. Nghe nhiều tập nói nhiều thì sẽ cải thiện phát âm của mình nhiều hơn. Cuối cùng là mình sẽ dễ theo dõi tiến độ của bản thân mỗi ngày dựa vào cái dashboard này. À, có một lưu ý nhỏ thì đây không phải là trang luyện đề thi IELTS, mà Mochi Video là để giúp mình tăng vốn từ và khả năng phát âm, cũng như là cải thiện kỹ năng nghe hiểu nữa. Kỹ năng này sẽ cực kỳ có ích trong quá trình ôn thi IELTS luôn. Để vào được website này thì mọi người search như mình nha, bấm vào link đầu tiên nè, hoặc là mọi người có thể truy cập vào đường link bên dưới mô tả của mình nha. À, Mochi Video còn có group cộng đồng để mọi người cùng tham gia chia sẻ cũng như là giao lưu. Group tên là Tự học IELTS cùng Mochi Mochi nha mọi người. Phải nói là nhờ nhiều từ vựng mà khả năng nghe của mình bây giờ nó cũng ok hơn rất là nhiều. Đây là một bài mà mình vừa làm gần đây nè, đa số đều là từ 7, 8 trên 10. Ở chỗ này mình sai là do mình không có nhớ từ vựng nè. Hồi đầu lớp 12 á, thì mình chỉ làm tàn tàn được 4, 5, 6 thôi, nhưng mà lên được con số như thế này thì mình cũng đã cố gắng rất là nhiều. Mình dự định là hè năm sau thì mình sẽ thi IELTS luôn, tại vì ngành của mình thì nó có những cái môn bắt buộc phải có chứng chỉ trên 5.5 thì mới được vào học môn chuyên ngành. Bây giờ mà ôn luyện bên ngoài nữa thì sẽ rất là tốn kém, cho nên là mình sẽ cố hết sức để tự học để đi thi. Hy vọng là mình sẽ làm được như mong đợi. Ok. Hi, học xong thì mình sẽ tự thưởng cho mình một ly cà phê muối. Cái ly này là mình tự làm luôn đó, ghê chưa? Nhìn nó đẹp quá ha, nhưng mà uống cũng rất là ngon luôn nha. Thôi bây giờ thì mình sẽ ngồi đây uống cà phê và nghỉ ngơi một tí để chiều còn đi học tiếp. Lên đại học thì mình đi học rất là ít, nhưng mà mỗi buổi học thì nó rất là dài. Hello, mình đã lên trường rồi đây. Không biết là có đi chữa không, nhìn vội vàng dưới giấy tờ. Chiều nay thì mình có môn pháp luật đại cương. Mình học ở lầu 4 nên là phải đợi thang máy lên. Mình vào trong lớp rồi nè, để mình son môi tí cho nhìn nó tươi tắn hơn. Đây là cây son mà mình thường dùng nhất nè, màu đẹp mà rất là tự nhiên luôn. Hôm nay thì lớp của mình có học nhóm. Nhóm này mấy bạn dễ thương lắm luôn á. À, về việc khai quốc tịch này thì đầu tiên đó là một quốc tịch của nhà nước liên bang. Lúc về thì trời cũng tối luôn rồi. Ca này thì mình học từ 3 giờ cho tới 6 giờ tối. Để về được tới nhà thì cũng khá là trễ, tại vì kẹt xe tùm lum hết trơn á. Về nhà thì ăn uống xong tầm 11 giờ tối thì mình lại làm việc nhóm tiếp. Lên đại học teamwork phải nói là rất rất nhiều luôn á. Nhưng mà cái này là tụi mình tự làm nhóm với nhau thôi chứ không ai kêu hết. Kiểu làm chung cho nó nhanh á. Dữ ơi. Bà vẫn trễ đi trời. Ủa là học dữ chứ á. Ủa gì vậy? Mọi người có thấy là nó đang ngồi kế ông địa không? Kiểu ngồi để lấy hên hay gì á. Yay, học xong rồi thì bây giờ mình cũng sẽ đi ngủ liền luôn đây, tại vì quá là mệt rồi. Và video của mình đến đây thì cũng là hết rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye, yêu mọi người.